Hôm nay là ngày 22 tháng 3 năm 2021, Chùa Hội Hoa Đức cùng chính quyền địa phương trao cho hai hoàn cảnh dưới đây. Gia đình có ba em bé thiếu máu do chị Cúc tài trợ là 1 triệu đồng lần thứ 36. Và bé của hai ông cháu bé Đan do chị Cúc tài trợ là 1 triệu đồng lần thứ 22. Thì cô cũng xin đại diện cho hai hoàn cảnh cảm ơn chị Cúc rất là nhiều. Chúc chị Cúc và gia đình luôn luôn sức khỏe dồi dào, an lạc hạnh phúc trong cuộc sống và làm ăn phát đạt. Nam Mô Di Đà Phật. Cảm ơn Hội Hoa Đức Chùa Đồng Phú, cảm ơn cô Cúc đã tài trợ cho ba đứa con của con. Cảm ơn cô nhiều và chúc cô và gia đình luôn luôn được khỏe mạnh và thành công trong mọi công việc. Cảm ơn nhiều. Cảm ơn cô Cúc tài trợ cho cô ba ông cháu cô đang là 1 triệu đồng.